Thưa các bạn, lâu nay, đối tượng nguy hiểm nhất đe dọa quyền lực đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chính là ông Trần Đại Quang. Với lý do ông Trần Đại Quang có lực lượng công an đứng phía sau, còn việc ông Nguyễn Phú Trọng truy diệt ông Đinh La Thăng hay không chỉ là việc triệt hạ tàn dư của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mà mục đích chính là giật lại chiếc ghế Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho ông Trương Tấn Sang và cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải. Dẫu rằng bản chất của mâu thuẫn giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lâu nay chỉ là mối tư thù cá nhân, mà người ta cho rằng đó là việc ông Nguyễn Phú Trọng đã bị cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm nhục trong một cuộc đụng độ đáng chú ý cách đây 5 năm. Đó là Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 vào tháng 10 năm 2012, khi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 đã biểu quyết bác đề nghị kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo đề nghị của Tổng Bí thư. Nói cho đúng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng quá đáng không kém phần. Việc hai nhân vật này đã vuốt mặt ông Nguyễn Phú Trọng không nể mũi, đó là việc tại Đại hội Đảng lần thứ 12, cũng hai ông này đã chiếm gọn ba chiếc ghế Bí thư Thành ủy của ba thành phố lớn nhất Việt Nam. Vì thế, âm mưu triệt hạ ông Trần Đại Quang của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Bộ Tham mưu của ông Trọng tính toán từ hơn một năm trước, khi vừa kết thúc Đại hội Đảng 12. Như đã nói, vì ông Trần Đại Quang đã có trên 5 năm từng làm Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Công an, nên ông này có rất nhiều đàn em và có hệ thống chân rết trong bộ máy quyền lực của Bộ Công an. Hơn nữa, lãnh đạo Bộ Công an hiện nay có 4 Thứ trưởng là đồng hương Ninh Bình của Trần Đại Quang. Không chỉ thế, kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước từ tháng 4 năm 2016 cho đến trước khi bị bệnh nặng vào tháng 7 năm 2017, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết hàng ngày Chủ tịch nước Trần Đại Quang vẫn về Bộ Công an làm việc và chỉ đạo án, còn Bộ trưởng Tô Lâm chỉ giữ vai trò người giúp việc cho ông Trần Đại Quang. Vì thế, cuộc tấn công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua đánh vào Đinh La Thăng để giờ tới Trần Đại Quang là một điều chắc chắn. Vì như đã biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người đã dùng tiền để lobby đưa Đinh La Thăng vào Bộ Chính trị bằng mọi giá. Ngoài ra, phe của Nguyễn Phú Trọng cần tập trung vào những vị trí là lãnh đạo hiện tại có khả năng tranh giành quyền lực với ông Trọng, chứ người ta không phải nhằm tới những vị đã về hưu như Nguyễn Tấn Dũng. Ngay sau khi ông Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn, đã có báo cáo cáo buộc cho rằng Bộ Công an và cụ thể là ông Trần Đại Quang đứng sau vụ chỉ đạo lãnh đạo cao cấp Bộ Công an tổ chức cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn. Chính vì thế, việc ông Nguyễn Phú Trọng đột ngột nhảy vào nắm thêm chức vụ Đảng ủy Bộ Công an dù là trong vai trò Tổng Bí thư là ông Trọng với ý đồ muốn tách Trần Đại Quang ra khỏi lực lượng công an. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra quyết định bắt cóc cho được Trịnh Xuân Thanh để làm nhân chứng nhằm triệt hạ ông Trần Đại Quang thông qua bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin. Vì dẫu biết rằng việc bắt cóc sẽ gây tai hại về băng giao với Cộng hòa Liên bang Đức, nhưng vì mục đích tối thượng của mình nên ông Nguyễn Phú Trọng quyết định cứ bắt. Theo tài liệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, một nguồn tin báo cáo cho biết ngay sau khi hồ sơ được chuyển qua cơ quan điều tra Bộ Công an thì lập tức Trịnh Xuân Thanh từ Hậu Giang lên Sài Gòn để thông báo nội vụ cho Đinh La Thăng để tìm kế hoạch tẩu thoát. Để tìm kế hoạch tẩu thoát, nguồn tin còn cho biết hình ảnh do camera an ninh ở cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn có ghi hình của Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh qua Trung Quốc ở cửa khẩu này. Điều đó khá trùng hợp với tiết lộ của luật sư người Đức do Trịnh Xuân Thanh thuê mướn trong vụ xin tị nạn chính trị, đó là ông Victor Pup. Ông này cho biết Trịnh Xuân Thanh đã đến Đức bằng một hành trình khá vất vả qua lãnh thổ Trung Quốc, Lào, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ rồi đến Đức. Và cuối cùng, Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc vào ngày Chủ nhật 23 tháng 7 năm 2017. Theo giáo sư Cao Thầy, chuyên gia quan sát Việt Nam hàng đầu cho rằng tiền lệ đó giải thích cho hầu hết các điều
mà Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang tiến hành, ông Nguyễn Phú Trọng cần giải quyết một số việc cá nhân. Đó là ông Trọng đã bị ông Dũng làm nhục trong cuộc đụng độ trước đây. Vì thế câu hỏi đặt ra là liệu ông Trọng có tìm cách truy tố ông Nguyễn Tấn Dũng sau khi ông này bị tước bỏ ảnh hưởng hay không? Câu trả lời sẽ là chắc chắn là không. Vì Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay không có tiền lệ bỏ tù một thành viên về hưu của Bộ Chính trị. Nhận định nói trên phù hợp với nhận xét của David Brown, một nhà bình luận chính trị quốc tế về vấn đề Việt Nam, nhận xét rằng ông Dũng không phải là người nguy hiểm nhất vì ông đã xây dựng quyền lực của ông dựa trên cơ sở chủ nghĩa tư bản thân hữu, nhưng vì ông Dũng có một nhược điểm là thiếu sự tôn trọng đối với tổ chức đảng. Sự khinh thường của ông Dũng đối với ông Trọng là điều rõ ràng. Ông Dũng không tính được rằng ông Trọng sẽ thành công trong việc coi ông là một Gorbachev người Việt. Ông Dũng không lường trước được rằng họ đã thành lập liên minh bất cứ ai làm tổng bí thư trừ Nguyễn Tấn Dũng để che giấu tham vọng không được hoan nghênh của ông này. Vì thế, thay vì đánh Đinh La Thăng để hướng tới Nguyễn Tấn Dũng, thì tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được sự tiếp tay của Bắc Kinh quay ngoắt sang diện Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang. Đó là hai người được đánh giá là có khả năng thay thế ông Trọng trong nhiệm kỳ này. Đồng thời, hai ông này cũng là mối đe dọa hàng đầu cho chức vụ tổng bí thư của ông Trọng. Đây mới thực sự là âm mưu của việc ông Trọng đang tiến hành hiện nay. Việc phe Nguyễn Phú Trọng bất ngờ điều ông Nguyễn Xuân Anh ra xử lý cũng là chuyện cần phải bàn. Trước hết, cần phải nói thêm về vai trò của ông Nguyễn Văn Chi, cựu ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, là thân phụ của bí thư Nguyễn Xuân Anh. Một người được mệnh danh là bố già miền Trung, cũng là người đồng hương Hòa Vang, Đà Nẵng, là người đỡ đầu và bảo trợ cho cựu trưởng ban nội chính trung ương Nguyễn Ba Thanh trước đây. Ông Nguyễn Văn Chi là chỗ thân cận của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nên nhớ là những lá phiếu của đám chính trị gia người miền Trung trong Đại hội 2 vừa qua đã có giá trị lớn trong việc quyết định ông Trần Đại Quang đoạt được chiếc ghế Chủ tịch nước. Việc ông Nguyễn Văn Thiện, bí thư tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015 là đàn em thân tín của ông Ba Dũng, người đã ký giấy tiếp nhận và đưa quý tử của anh ba là cậu Nguyễn Minh Chiết vào thường vụ tỉnh ủy Bình Định bí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xử lý kỷ luật. Thực ra cũng là lý do như thế, ông Trọng muốn xử lý cánh chính trị gia miền Trung. Dẫn chứng như thế để thấy việc đánh bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng nằm trong mục tiêu xử lý cánh miền Trung như thế. Sự mâu thuẫn giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Công an Tô Lâm là điều khuất thật. Xuất phát từ việc từ tháng 4 năm 2016 đến khi ông Trần Đại Quang bị bệnh nặng, thì Bộ trưởng Tô Lâm luôn luôn chỉ giữ vai trò giúp việc tại Bộ Công an, mà người điều hành chính là Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Việc gần đây Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có biểu hiện đầu hàng phe của Nguyễn Phú Trọng. Bằng chứng là việc Thượng tướng Lê Quý Vương thừa nhận rằng vi phạm Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài tháng 7 năm 2016 dễ dàng như vậy là chắc chắn có sự tiếp tay và giúp đỡ của một lãnh đạo cao cấp trong Bộ Công an. Tuy nhiên, ông Tô Lâm là một tướng công an con nhà nòi. Thân phụ của ông Tô Lâm là tướng công an Tô Quyền. Trong lúc ảnh hưởng của ông Ba Dũng từ trước đến nay nắm chắc các vùng Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên và Quảng Ninh. Trưởng ban tổ chức trung ương hiện nay ông Phạm Minh Chính là người xuất thân từ bí thư Quảng Ninh, cũng từ chức Thứ trưởng Bộ Công an mà lên. Cho nên việc tướng Tô Lâm có muốn phản lại ông Trần Đại Quang thì cũng khó. Nếu khi người ta nhìn vào dàn lãnh đạo của Bộ Công an hiện nay từ cấp cục bộ trở lên. Cũng vẫn theo nhà bình luận David Brown, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 có phần lớn thành viên thăng tiến trong bộ máy quan liêu của Đảng và đa số là các tướng công an. Việc ông Trọng không thể làm việc mà không có cảnh sát là điều đương nhiên. Song, Bộ Công an là cơ chế tham nhũng nổi tiếng nhất Việt Nam dưới sự sâu tóm của ông Trần Đại Quang. Để vượt qua được trở ngại đó, để sử dụng được hệ thống tư pháp Việt Nam dưới sự dẫn dắt của ông Trương Hòa Bình, một đệ tử thân tín của Trương Tấn Sang, thì việc ông Trọng thịt ông Trần Đại Quang là tất yếu, đồng thời là giải pháp duy nhất. Các nhà bình luận quốc tế cho rằng, công chúng Việt Nam hiện nay cho đến thời điểm này không ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng.
Do vậy, trên thực tế, sức mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện nay là hoàn toàn dựa vào Trung Quốc. Các chuyến đi con thoi, các cuộc tiếp xúc giữa quan chức Việt-Trung trong thời gian gần đây tăng lên ở mức dày đặc bất thường. Đó là các chuyến đến Việt Nam của ông Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chuyến công du từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 9, cũng như việc giao lưu quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư từng bị hủy bỏ hồi tháng 6 năm 2017 vừa qua vì chuyện khai thác dầu khí Biển Đông làm cho mối quan hệ Việt-Trung đột ngột căng thẳng đã được khởi động lại và diễn ra tại tỉnh Lai Châu của Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Trung Quốc kéo dài trong hai ngày 23 và 24 tháng 9. Tất cả đều là những động thái nhằm gây sức ép lên Hội nghị Trung ương 6 từ phía Trung Quốc. Đây là một chiêu được cho là phía Bắc Kinh thường hay sử dụng nhất. Về bình tình của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫu có tiến triển theo hướng tích cực, song rất ít. Quan trọng là chứng bệnh của ông Trần Đại Quang, theo ý kiến của các bác sĩ điều trị cho biết, chịu tác động của tâm lý rất lớn. Nhất là trong bối cảnh chính trị Việt Nam luôn luôn căng thẳng như hiện nay, thì việc ông Trần Đại Quang thường xuyên không có trong nước được cho là một hình thức tránh mặt để giảm stress. Song trên thực tế được cho là ông Quang lánh mặt ra nước ngoài nhằm tránh một âm mưu tổ chức ám sát của tình báo nước ngoài mà quốc gia đó không nói ra thì chúng ta ai cũng biết rõ. Chi tiết của âm mưu ám sát Chủ tịch nước Trần Đại Quang do cơ quan tình báo nước lạ tiến hành như thế nào sẽ được chúng tôi trình bày trong kỳ tới. Thanh bình miền Trung đi qua bao mưa nắng vẫn thắm tình, biển quê tôi cát trắng trải bờ êm, giang tay vui đùa bơi giữa con sông ôm, biển xanh hiền hòa đoàn thuyền về đây cá tô. Bỗng đầu nghe đau thương đến không ngờ, chiều nay ai ơi nghe tình xác cá khắp bờ, nổi trôi theo con sóng cuốn vào đây, hoang mang muôn ngàn câu hỏi ai có hay, bữa cơm quê nghèo rơi lệ nhìn trắng đôi tay. Ai gây nên niềm đau ấy, ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay, biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi ai xây nên nhiều nhà máy, nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi, cháu con bao đời sau về đâu, cuộc đời con có bao lâu, trả cho tôi đây con sóng chán hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà, trả cho tôi cát trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm, biển xanh êm đềm cùng chào đón giữa mênh mông. Những ngư dân làm nghề lặn biển ở thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, tỉnh Hà Tĩnh là những người trực tiếp chứng kiến ống xả thải khổng lồ dưới đáy biển của tập đoàn Formosa. Đoạn ống xả thải chạy ngầm dưới biển dài khoảng 1.400 mét, đường kính ống dẫn chính khoảng 1,4 mét.
Đoạn cuối của ống dẫn chính được nối với 3 ống xả nhỏ, mỗi ống dài khoảng 2 mét. Cuối các ống xả nhỏ này được nối bằng cao su để tránh sự tác động của nước biển. Đoạn cuối cùng của ống xả thải chính được công ty này đặt sát đáy biển và chôn lấp. Ai gây nên niềm đau ấy? Ai gieo vào lòng biển cái chết hôm nay? Biển là bạn giờ thành mối hiểm nguy, vì ai hãy nói đi. Ôi, ai xây nên nhiều nhà máy? Nhưng môi trường hủy hoại thì đâu nghĩa chi? Cháu còn bao đời sau, về đâu cuộc đời con có bao lâu? Trả cho tôi đây con sống chán hòa, miền Trung đơn sơ nhưng êm ấm những mái nhà. Trả cho tôi cát trắng xóa bàn chân, xa khơi con thuyền mang về đầy khoang cá tôm, biển xanh êm đềm cùng chào đón giữa mây.